Xin chào các bạn. Hôm nay Sống Tình Yêu sẽ cùng chia sẻ với các bạn thêm một cái chủ đề rất là quan trọng dành cho một người phụ nữ khi yêu một người đàn ông, hoặc là khi các bạn bước vào hôn nhân thì các bạn luôn lo sợ rằng mình sẽ không phải là cái mẫu người đàn bà được chồng mình yêu thương và gắn bó đến trọn đời. Khi mà họ không hiểu đúng về cái trọng tâm của cái việc mà họ xây dựng hôn nhân với một người đàn ông sẽ là chồng của mình và sẽ là con trong gia đình của mình và cũng sẽ là một người cha của con mình, thì họ sẽ sợ, họ sẽ lo ngại, họ sẽ phân vân vì không có biết định hướng mình sẽ trở thành một cái kiểu mẫu người phụ nữ nào để mà luôn có được hạnh phúc và luôn giữ vững được cái hạnh phúc đó trong tầm tay, và mình có thể quản lý tốt cuộc đời của mình trong hành trình gọi là đồng hành cùng với người bạn đời trên cái con đường hôn nhân. Vậy thì hôm nay tôi chia sẻ với bạn một cái điểm rất là trọng tâm trong cái việc mà chúng ta là những người phụ nữ có thể xây dựng được một cuộc sống hạnh phúc, và có thể nói là đây là cái điểm mà quy chuẩn tất cả mọi mong muốn của nhiều người đàn ông. Không phải là ở Việt Nam không, mà trên toàn thế giới này họ đều có một cái mong muốn chung về cái mẫu, cái kiểu, cái dạng người phụ nữ để họ có thể xây dựng gia đình và sống hạnh phúc, bình yên bên người phụ nữ đó. Thì khi nhiều người phụ nữ tìm đến với tôi để đặt ra cái câu hỏi là làm sao để em có được một cái gia đình hạnh phúc, hoặc làm sao tôi có thể giữ gìn gia đình hạnh phúc, hoặc là có một số người phụ nữ cứ quy kết những cái lỗi chồng mình ngoại tình do bản thân người đàn ông nó hư. Thì trước khi mà nói về cái vế bên kia, người bạn đời của bạn có những vấn đề thuộc về anh ta, thì đầu tiên người phụ nữ phải nhìn nhận lại mình, xem mình có phải là một phiên bản hoàn hảo để cho người đàn ông đó muốn gắn bó, thậm chí say mê cả đời, thậm chí còn muốn rằng kiếp sau sẽ gặp lại em một lần nữa. Thì hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho bạn cái điều trọng tâm nhất mà đàn ông, bạn hỏi người đàn ông nào cũng nói y chang tôi thôi. Thứ nhất là người đàn ông cần một người phụ nữ đẹp. Nếu mà người đàn ông đó nói rằng anh không cần người phụ nữ đẹp đâu em, anh chỉ cần tốt cổ hơn tốt nó sơ, người đàn ông đó là nói xạo. Tôi dám nói với các bạn luôn là đàn ông nó nói xạo. Bởi vì đàn bà còn say mê cái đẹp, huống chi đàn ông. Mà đàn ông thì yêu bằng mắt, họ cũng yêu bằng tai nữa. Nhưng mà cái mắt, cái cảm giác thích đầu tiên thì anh ta phải thích cái đối tượng đó đã. Vừa mắt anh ta rồi anh ta mới tán, anh ta mới đi chinh phục. Còn những cái ông nào mà tán không được gái đẹp thì mới nói rằng ôi anh không thích gái đẹp đâu em. Ôi mấy cô gái đẹp đó làm gì mà anh thích. Ủa không thích làm sao, coi trên đài truyền hình thấy em nào mà hở ngực, da trắng, ngực căng, eo nhỏ, mông tròn, đều nhìn trố mắt, không chớp mắt, thậm chí là nhìn nuốt nước miếng ừng ực ừng ực. Đó, cái tâm lý chính của người đàn ông là thích một người phụ nữ đẹp. Nếu mà bạn không thể đẹp nhưng mà là cái người phụ nữ vừa mắt anh ta và chồng của bạn đã chọn bạn, thì bạn phải luôn giữ được cái dáng vẻ, cái vóc dáng, cái thần thái, cái phong cách, cái gọi là cái phần hồn của mình nó thể hiện qua từng cái cử chỉ, hoặc là ít ra bạn phải luôn tươm tất, sạch sẽ, gọn gàng và thơm tho. Phụ nữ nhớ nha, cái điều trọng tâm đứng hàng đầu của một người đàn ông đó là yêu bằng mắt. Bạn phải luôn là một người phụ nữ đẹp. Trong cái tình huống chồng ngoại tình, chồng có người thứ ba hay chồng xa lánh bạn, bạn cũng phải sạch, thơm và mới. Bạn hiểu nha. Điều thứ hai, đàn ông thích người đàn bà ở chỗ nào? Người phụ nữ đó có kỹ năng giường chiếu và sống bản năng khi mà giờ nào việc đó. Tức là bạn có thể là một cô giáo rất là đạo đức, dạy học sinh trên giảng đường. Bạn có thể là một nhà mô phạm thuần túy, sống rất là truyền thống. Nhưng mà trên giường nó không có nói lên cái vấn đề gì của bạn hết đó. Trên giường nó chỉ có thể khẳng định một điều rằng bạn yêu thương người đàn ông đó cuồng nhiệt ra sao, bạn sống bản năng như thế nào, bạn xem được cái điều bạn cảm thụ bên cái giây phút gần cái người bạn đời của mình. Bạn happy, bạn hạnh phúc, bạn có thể trao tặng cái món quà và bạn thưởng thức cái món ăn tình ái đó như thế nào. Nhìn vào cái cảm giác bạn muốn ăn mà người ta muốn nấu, bạn hiểu không? Nhìn vào cái thái độ bạn hát mà người ta vỗ tay. Ngược lại cũng thế. Một người phụ nữ có cái kiến thức khuyết tật về tình dục trong hôn nhân, bạn chẳng hiểu gì về chính dâm trong hôn nhân, bạn lại không hiểu đúng về những cái kỹ năng, có nghĩa là bạn cho rằng cái việc mà quan hệ tình dục chỉ để là sinh con,
Thậm chí có một số người phụ nữ chán ghét hoặc là hành xử không đúng trong cái lúc mà ân ái gần gũi với chồng, thiếu đi những cái kiến thức, kỹ năng bình thường nhất, cơ bản nhất của một người phụ nữ, thì hôn nhân của bạn rất là bị sao ta? Có thể nói là nó bị lệch. Tức là người đàn ông mong muốn cái điều đó. Các bạn có nghe các cụ ngày xưa nói không? Lấy đàn bà thử đàn ông, lấy vàng thử đàn bà. Người phụ nữ rất là coi trọng về giá trị vật chất, nhưng mà đàn ông thì nó thích phụ nữ. Đó, thích phụ nữ đẹp nha. Và thích một người phụ nữ có cái kỹ năng giường chiếu, tức là một người phụ nữ giỏi về tình dục. Tôi muốn chia sẻ với các bạn về điều này. Kiến thức về quan hệ tình dục chỉ những người phụ nữ make love làm tình giỏi mới thực sự hiểu. Bạn thì sao? Bạn có phải là tiếp người phụ nữ biết cách làm cho người đàn ông thích bạn mê mệt, và bạn có tự tin với những cái bí quyết phòng the và những cái nghệ thuật thu hút đàn ông của mình không? Thì khi mà bạn nghiêm túc suy nghĩ về cái vấn đề này thì bạn sẽ biết cách tạo ra cái ấn tượng riêng của bạn với cái người đàn ông. Đừng có nói là trong cuộc sống mà ngay từ lần đầu tiên bạn ở với họ, họ đã muốn có bạn và không quên được bạn. Bạn hiểu không? Thật ra mà nói, tình dục không chỉ là đáp ứng cái nhu cầu sinh lý cho mỗi người chúng ta. Ai cũng có cái này hết á. Nhưng mà những cái giây phút thăng hoa mà tột đỉnh như vậy á, nó là một cái liều thuốc. Nó là một cái sợi dây gắn bó vô hình. Nó làm cho tình yêu, nó giữ lửa cái cuộc hôn nhân của bạn. Và bạn cần phải là một người phụ nữ thật là quyến rũ để biết được cái người đàn ông là chồng của mình muốn gì ở mình. Bạn làm như thế nào để cho chồng bạn đam mê và quấn quýt và luôn luôn muốn gần gũi bạn. Đó là người phụ nữ thành công trong cái việc giữ chồng bạn nha. Đừng có nói là giữ chồng không, mà chính là bạn cũng mang lại cái niềm vui và hạnh phúc cho chính mình nữa. Đừng có nghĩ rằng tôi làm điều đó vì chồng tôi. Tại sao bạn không nghĩ là tôi làm điều đó cũng vì tôi thích điều đó nữa? Đúng không? Tại vì đàn ông không chỉ là ở với bạn, gần gũi bạn vì họ ham muốn điều đó, mà vì bạn còn xứng đáng để mà được họ mang đến niềm vui cho bạn. Bạn phải xem đó là món quà, chứ đừng có xem đó là sự trừng phạt. Những người phụ nữ suy nghĩ rằng mình ở với chồng, mình gần gũi chồng là chán ghét, là cái gì đó mà bạn dị ứng, thì cái cuộc hôn nhân của bạn có thể nói rằng tự bạn đẩy bạn đời của bạn đến với một người phụ nữ khác. Đừng có trách anh ta vì sao ngoại tình. Vì anh ta không tìm thấy những giá trị ở nơi mình, anh ta sẽ tìm thấy ở một người phụ nữ khác bạn nhé. Và cái bí quyết thứ ba, đó chính là người đàn ông cần một người phụ nữ có kiến thức. Không ai thích một người phụ nữ ngu si và đần độn, một người phụ nữ bồng bột, nóng giận, người phụ nữ đa nghi, người phụ nữ kiểm soát. Người phụ nữ mà anh ta cần là gì? Là cái người phụ nữ có cái kỹ năng mềm, biết ứng xử linh hoạt trong mọi tình huống. Và đặc biệt là người đàn ông cực kỳ thích cái kiểu người phụ nữ là biết lắng nghe và im lặng lúc không cần nói. Lúc nào khôn thì hãy khôn, mà lúc nào ngu thì hãy ngu. Lúc mà mình cần dại khờ để cho người đàn ông làm hết và che chở cho mình, để mà làm cho người đàn ông nó bộc lộ cái tính nam nhi, để mình được yêu thương, mình được nâng đỡ, mình được sống trong cái sự hạnh phúc của tình yêu, thì mình không làm. Mình cứ giang tay làm hết tất cả mọi chuyện. Người phụ nữ yêu chồng theo một cái cách là biến chồng mình thành con, rồi chăm sóc hết từ A đến Z, rồi người đàn ông mất đi cái sự nam tính trong cái vấn đề che chở, rồi anh ta lại phóng ra ngoài đi tìm một cái cô nào đó có cái hoàn cảnh đáng thương để làm gì? Để che chở và trở thành một người hùng. Trong khi đó mình thì lại trở thành một người đàn bà khùng ở trong nhà, làm hết chuyện này đến chuyện kia, làm như điên như khùng. Rồi cuối cùng sao? Chồng mình lại chạy sang nhà hàng xóm làm người hùng cho cái người đàn bà kia. Bạn thấy có oan ức hay không? Lúc đó những người vợ thì sao? Hy sinh, tôi hy sinh cả đời. Trời ơi là trời, tôi hy sinh cả đời mà chồng tôi lại không yêu tôi. Có phải là oan ức cho bạn không? Hãy suy nghĩ và tư duy điều này một cách đúng đắn thì bạn sẽ biết cách làm sao để cho chồng mình luôn trở thành người hùng trong cái ngôi nhà của bạn. Và bạn đừng có làm tất cả mọi chuyện để cho người đàn ông trở nên yếu trước bạn. Bạn nha, người đàn ông phải trở thành một người đàn ông trưởng thành, một người đàn ông vững vàng để bạn được sống xứng đáng hạnh phúc trong vai trò người làm vợ và được chở che. Bạn phải làm cho người đàn ông yêu thương bạn thì bạn mới thực sự là biết cách yêu mình và làm cho người khác yêu mình. Bạn hiểu không? Cái điều bí mật thứ tư mà nhiều người phụ nữ nên biết để mà được yêu, để mà được thương, đó chính là gì? Người phụ nữ mà người đàn ông cần, đó chính là người phụ nữ biết nấu ăn.
cái con đường tình ái nó đi ngang qua bao tử, không sai đâu. Người đàn ông nào cũng sẽ bị những cái món ăn ngon của bạn chinh phục. Một người phụ nữ biết nấu ăn là người phụ nữ được mọi người rất là thích. Vì sao? Đó dường như là một cái thế mạnh. Người đàn ông sẽ cảm thấy vui hơn, hứng thú hơn trong những bữa ăn và luôn luôn có cảm giác muốn quay về nhà ngay khi mà bận rộn vì cứ nhớ đến cái bữa ăn đó, và hỏi vợ mình là hôm nay ăn cái gì, ăn món nào. Thì có phải là người đàn ông đó đang khao khát một bữa tối bên cạnh bạn với những cái món ăn mà bạn giống hệt như là chiêu đãi một vị khách không? Những cái giây phút ấm áp bên gia đình như vậy nó gắn kết cái gia đình của bạn từ một cái ngôi nhà có thể nói là không có cái tình thân mến thương gì hết, nhưng mà vì những bữa ăn mọi người đoàn tụ lại rồi mọi người nói chuyện rồi vui cười, nó tạo lên một cái không khí, một cái sức mạnh, một cái sự ấm áp cho người đàn ông có nhiều động lực hơn trong cuộc sống. Chính vì vậy bạn đừng có chạy đi đâu nói cho nhiều những cái sách đắc nhân tâm làm gì hết á. Chỉ cần bạn hiểu bốn điều này làm cho người đàn ông say mê bạn suốt cuộc đời rồi. Kiến thức chỉ có nhiêu đó thôi. Hãy học, hãy trau dồi cho mình trở thành một người đàn bà tự tin trong hôn nhân. Và khi mà bạn nắm được cái bí quyết như vậy, những cái bí mật của người đàn ông như vậy, có thể là người đàn ông đó không nói với bạn vì biết rằng bạn còn bị khuyết một trong số bốn điểm này, thì bạn thay đổi mình để cho mình được hạnh phúc hơn, mình giỏi giang hơn, mình trở thành một người gọi là quan trọng hơn với gia đình của mình, và mình cũng sẽ là người được mọi người yêu thương và mình cũng nhận lại được tình yêu thương từ những người thân của mình bạn nhé. Hôm nay tôi chia sẻ với bạn bốn cái điều này để cho bạn nhìn nhận lại bản thân mình, xem mình thực sự có phải là một phiên bản tốt đẹp, một phiên bản hoàn hảo, tương đối dành cho một gia đình để bạn được yêu thương, hạnh phúc hơn trong tình yêu bạn nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã đồng hành lắng nghe phần chia sẻ của tôi trong ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.